Bản tin thể thao xin kính chào quý vị và các bạn. Huấn luyện viên của Thái Lan coi Việt Nam là thách thức lớn nhất tại AFF Cup 2018 này. Huấn luyện viên trưởng Milovan Rayabak của đội tuyển Thái Lan khẳng định Việt Nam là thách thức lớn nhất với đội bóng của ông tại AFF Cup 2018. Ông Milovan Rayabak vừa có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của AFF Cup 2018 khi được hỏi đội bóng nào sẽ là đối thủ chính của Thái Lan tại AFF Cup tới đây. Chiến lược gia người Serbia không một chút lưỡng lự, ông trả lời: "Chúng tôi không thể biết hết về các đối thủ cũng như những cầu thủ, nhưng tôi chắc chắn Việt Nam sẽ là thách thức khó khăn nhất với chúng tôi. Tất nhiên, những đội khác cũng có thế mạnh của họ. Chúng tôi mong đợi những cuộc thử sức thú vị, quyết liệt với Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore. Tất cả những đội này đều có những cầu thủ tốt, nhưng chúng tôi thấy Việt Nam là đối thủ khó khăn nhất. Họ có một giải đấu chất lượng, họ có những cầu thủ trẻ rất giỏi và họ có kết quả rất tốt ở các giải trẻ gần đây. Rõ ràng đây là những cầu thủ rất có tương lai." Cũng trong cuộc phỏng vấn này, thuyền trưởng của đội bóng xứ Chùa Vàng chia sẻ việc Thái Lan không có bốn trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Tirasip Nangda, hậu vệ cánh Thilathon Bumathan và thủ môn Kawin Thamsachana. Không phải là điều quá đáng ngại, Thái Lan học được những kinh nghiệm về bóng đá chuyên nghiệp khi không thể có những cầu thủ ở giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA. Mặt khác, đây là cơ hội, là động lực cho những tài năng khác. Chúng tôi có nhiều tài năng và có thể đặt niềm tin ở giải đấu tới. Ông Rayabak cũng khẳng định sự vắng mặt của những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài không ảnh hưởng tới mục tiêu vô địch AFF Cup của Thái Lan. Để chuẩn bị cho AFF Cup, Thái Lan sẽ có hai trận giao hữu với Hồng Kông trên sân khách và Trinidad Tobago trên sân nhà của Thái Lan vào tháng 10 tới. Báo châu Á nhận định bất ngờ về cầu thủ Việt Nam có thể tỏa sáng ở AFF Cup 2018 này. The Four Sports Asia đã chọn ra 5 cầu thủ Đông Nam Á vừa thi đấu xuất sắc tại ASEAN 2018 có thể tỏa sáng ở AFF Cup vào tháng 11 tới. Trung vệ Bùi Tiến Dũng của Việt Nam là cầu thủ được lựa chọn. Với nhiều người đây có thể là một bất ngờ, nhưng với Four Sports Asia, họ hoàn toàn có lý khi chọn hậu vệ thuộc biên chế của câu lạc bộ Viettel này. Bùi Tiến Dũng thi đấu chắc chắn là hàng thủ Olympic Việt Nam, góp phần không nhỏ giúp đội nhà có 5 trận giữ sạch lưới tại ASEAN 2018. Anh cũng là cầu thủ có đường truyền quyết định cho Anh Đức băng xuống kết thúc trúng xà ngang trước khi Văn Toàn đệm bóng, ghi bàn thắng duy nhất giúp cho Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Series ở vòng tứ kết ASEAN 2018. Fox Sports Asia trước đó cũng chọn Bùi Tiến Dũng vào đội hình tiêu biểu của ASEAN 2018. Tiến Dũng cùng Tatsuta của Nhật Bản là hai trung vệ trong đội hình này. Ngoài Tiến Dũng, Việt Nam còn có Văn Thanh ở vị trí hậu vệ cánh phải, Quang Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong 5 cầu thủ có thể tỏa sáng tại AFF Cup, còn có tiền đạo Safari Rashid của Malaysia. Đây là cầu thủ lập cú đúp vào lưới Olympic Hàn Quốc, tạo nên cơn địa chấn tại ASEAN 2018. Bên cạnh đó, tiền đạo Subhanchai, người hai lần bọc sân từ ghế dự bị và có 2 bàn thắng cho Olympic Thái Lan trong trận hòa của đội bóng này tại ASEAN 2018. Subhanchai là cái tên khiến huấn luyện viên Gulagut Simaka nhận rất nhiều chỉ trích khi không sử dụng anh đã chính dẫn đến những kết quả không tốt của đội bóng xứ Chùa Vàng. Đích thân huấn luyện viên Gulagut Simaka sau đó cũng thừa nhận việc ông để cho Subhanchai ngồi ngoài sân là một sai lầm. Hậu vệ Zufandi của Indonesia và tiền vệ Mao Mao Xue của Myanmar là hai cái tên còn lại trong nhận định của tờ Fox Sports Asia. Theo đó, tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu và giữ nguyên vị trí 102 thế giới so với tháng trước. Với vị trí này, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần có thêm một vài chiến thắng trong thời gian tới là có thể đứng top 100 thế giới. Đứng thứ 2 và thứ 3 khu vực lần lượt là Philippines 115 thế giới và Thái Lan là 122 thế giới. Và với vị trí xếp hạng hiện tại của khu vực Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam đang xếp trên đội tuyển Thái Lan tới 20 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Và đó là một điều rất tuyệt vời để cho đội tuyển Việt Nam có động lực để phấn đấu những vị trí cao hơn trong thời gian tới. Bản tin đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.